2, 3. Chào các bạn, đây là chiếc Galaxy Nexus, một chiếc máy điện thoại Android rất là đẹp, chạy hệ điều hành rất là mới, cấu hình khá là cao. Bây giờ mình xin giới thiệu một chút xíu về nó. Đây, các bạn thấy đây là cái mặt trước của nó, đó là một mặt phẳng hoàn toàn không điểm nhấn. Ở phía trên chúng ta thấy có cái camera cảm biến và cái loa thoại. Ở phía dưới thì chúng ta không thấy có cái điểm nhấn gì cả, cũng không in thương hiệu gì cả. Đây là cạnh trái. Cạnh trái các bạn sẽ thấy có nút tăng giảm âm lượng. Đây là mặt sau. Mặt sau thì chúng ta có cái camera 5.megapixel ở đây. Ở dưới đây có logo Google, dây logo Samsung. Đây là cái loa ngoài và cái phần nhô lên, giống như là Galaxy S2 nhưng mà nó được thiết kế lạ một chút. Đây là cạnh phải. Cạnh phải chúng ta có cái tiếp điểm với lại dock, nút khóa và mở máy. Cạnh dưới thì chúng ta có cổng giao tiếp micro USB, lỗ cắm tai nghe và mic. Đây là phần dày nhất của máy. Ở phía trên là phần mỏng nhất của máy thì nó không trang bị cái kết nối nào hay cái gì ở trên đây cả. Cái màn hình của Galaxy Nexus nó hơi cong một chút xíu, tức là từ đây các bạn thấy nó hơi cong một xíu ở phía sau này. Nhưng mà do cái màn hình hơi cong nhưng mà cái thiết kế máy lại được cố tình thiết kế để cho nhìn nó cong. Nên là chúng ta thấy nó phồng ở đây và phát dần về đây. Mà khi cầm ở trên tay hay đút túi quần các bạn sẽ có cảm giác rất là cong. Và khi chúng ta cầm nghe điện thoại thì cái này nó theo lực thói quen thì cái này nó sẽ áp vào tai chúng ta rất là chắc chắn. Cái máy này nó cũng được sử dụng cái màn hình Super AMOLED, độ phân giải 720x1280, rất là cao. Màn hình rất là đẹp. Theo cảm nhận của mình thì Samsung cũng đã canh chỉnh lại màu, đâm ra là ở cái máy này chúng ta không thấy nó bị ám màu như những cái máy Galaxy khác của Samsung. Đây là mình sẽ giới thiệu sơ chút xíu về cái màn hình, cái giao diện, cái hệ điều hành 4.0, Android 4.0. Đây là cái màn hình đầu tiên, màn hình chính. Thì nó cũng là cái có cái giao diện đa màn hình như là cái những cái Android khác. Và cái hệ thống nút menu thì nó chỉ có 3 thay vì 4. Nó đã cắt mất cái nút menu đi, nút setting đi. Đây là cái nút đa nhiệm. Thì chúng ta sẽ thấy nó có cái đa nhiệm giống như là trên máy tính bảng. Chúng ta có thể tắt bất cứ cái gì đi mà người kéo qua. Đây là cái folder pop-up giống như ở trên cái Sony Ericsson Arc, cái giao diện của Xperia. Và chúng ta có thể làm cái folder này lên trên cái desktop luôn. Đó. Nó sẽ tự động sắp xếp cái những cái icon theo cái những cái thứ tự chúng ta bỏ vào. Và nhấn vào đây chúng ta sẽ dẫn đến cái cửa sổ này là cửa sổ ứng dụng. Thì cửa sổ ứng dụng cũng giống như ở trên Honeycomb, nó có thêm cái cửa sổ widget nữa. Đây. Thì từ cửa sổ widget chúng ta có thể kéo cái widget ra ngoài. Đây là app. Và để vào setting thì chúng ta cũng không thể vào menu như những cái Android bây giờ mà chúng ta phải vào cái icon setting. Đây là những cái đổi mới cơ bản ở trên Honeycomb. Dĩ nhiên này, chúng ta cần phải có thêm nhiều thời gian để chúng ta sử dụng và để phát hiện ra những cái gì mới, những cái gì lạ ở trên cái Honeycomb mới này. Về cơ bản là mình thấy nó rất là mượt và rất là đẹp. Đó là hai cái khác biệt so với lại cái Android cũ. Cảm ơn các bạn.